Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cả nhà các cái dụng cụ dành cho người mới học thư pháp. Đối với những bạn học thư pháp từ lâu thì đã biết là mình cần những cái vật dụng gì rồi. Nhưng mà đối với những bạn mà mới học ấy thì còn cảm thấy rất mới mẻ và không biết là mình cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ gì để học thư pháp. Nói đến cái dụng cụ để học thư pháp thì chúng ta thường nghe là cái câu là văn phòng tứ bảo. Đó, cái văn phòng tứ bảo thì gồm có 4 dụng cụ. Đây là những cái dụng cụ chính và quan trọng nhất để học thư pháp. Đây là những cái vật dụng mà thiết yếu, không thể thiếu được. Thì bao gồm có bút, bút lông. Đây ạ. Thì một lát nữa thì mình sẽ giới thiệu chi tiết. Đó. Bút này. Tiếp theo là nghiên. Nghiên này ạ. Tiếp theo là mực. Đây là một thỏi mực. Đó. Và giấy. Đây là giấy xuyến chỉ. Đó. Thì đấy là những cái vật dụng cơ bản đối với người mới học thư pháp. Thì những cái vật dụng khác thì còn rất là nhiều và nó cũng phái sinh và bổ trợ từ những cái vật dụng cơ bản mà mình vừa mới nêu trên. Thì bây giờ mình sẽ xin giới thiệu lại chi tiết từng cái dụng cụ. Mình quay đi, anh lấy cái tờ giấy anh vừa viết. Trước tiên là bút. Thì đối với những bạn mới học ấy thì cũng không cần phải mua quá là nhiều bút, bởi vì các bạn nhất thời là chưa cần dùng tới. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu 3 chiếc bút. Thứ nhất là một chiếc bút cỡ đại. Đó, đây, cái cỡ lông nó khoảng như thế này, để mình có thể mình luyện tập. Đó. Thì thông thường ấy, mình chỉ cần để dùng đến cái cỡ bút như này thôi. Đó. Hoặc là nếu mà có thể lấy một chiếc bút nhỏ hơn một chút. Đó. Nếu mình xác định là tập cái chữ nó bé hơn thì mình có thể lấy cỡ trung. Đó. Thì đây là chiếc bút cần thiết và rất cơ bản. Đó. Và cái cây bút thứ hai mà bạn cần đó là một cái cây bút nhỏ. Đó. Cái đầu lông bút rất là nhỏ để mình tập tiểu tự. Thì về cơ bản mình chỉ cần hai loại bút như vậy thôi. Đây, mình chỉ cần hai loại bút như này. Đó. Rồi sau này trong quá trình học tập mình cần thêm những cái cỡ bút nào thì mình có thể mình mua bổ sung sau. Mình cũng nói qua là giữa thư pháp Hán và thư pháp Việt và các cái phong cách viết chữ khác nhau, các cái thư thể khác nhau thì có sử dụng những cái loại bút lông khác nhau. Tức là bút lông thư pháp Hán cũng khác một chút so với bút lông dành cho thư pháp Việt. Ở cái chỗ, ví dụ những một số bạn học thư pháp Việt theo phong của Hoa Nghiêm, theo phong của Lão Trọc đó, thì thường là sẽ sử dụng viên bút nhiều và tạo ra nhiều nét xước đó. Thì mình thấy là thường là sẽ làm cho bẹt cái đầu bút để viết cho nó dễ hơn. Và cần những cái chiếc bút có cái độ đàn hồi cao, có thể thu phong, thu cái đầu lông lại tốt. Thì đây là chiếc bút mà phù hợp với thư pháp Việt. Những người mà theo cái phong cách, những cái thư phong của anh Hoa Nghiêm, anh Lão Trọc đó, thì đây là một chiếc bút phù hợp, bởi vì nó có độ đàn hồi cao và khả năng hồi phong tốt. Tuy nhiên, những cái phông chữ khác, ví dụ như là phông chữ của Đăng Học chẳng hạn, thì mình cũng có thể là sử dụng những cái chiếc bút khác. Ví dụ như chiếc bút này. Đó. Thì nó có độ đàn hồi. Đây là bút kiêm hào. Tức là bút mà được chế tạo bởi hai loại lông trở lên. Cái lông phía ngoài là lông dương hào, tức là lông dê. Và cái lông phía trong, lông cốt là lông lang hào, hay gọi là lông hoàng thử lang. Thì cái bút này ấy, có độ đàn hồi ở mức độ là trung bình. Và mình thấy là phù hợp với
đa số những cái phông chữ khác mà các bạn mới học. Đó. Trong quá trình học các bạn có thể là có những cái yêu cầu cao hơn, thì các bạn có thể là tuyển cho mình những cái chiếc bút có cái phẩm chất nó khác, phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiếp theo từ cái bút này thì mình sẽ dẫn ra một cái sản phẩm mà bổ trợ, cái dụng cụ mà bổ trợ cho nó, đấy chính là cái gác bút đây ạ. Mục đích của cái gác bút này là để làm gì? Để chúng ta sau khi tập viết, sau khi viết mỏi tay rồi nghỉ ngơi, chúng ta gác bút lên. Gác bút lên để làm sao? Để cái bút nó cách với cả cái mặt bàn. Bởi vì nếu chúng ta không gác lên cái gác bút hoặc là gác lên một cái thứ gì đó, chúng ta để trực tiếp xuống mặt bàn, thì khi đó cái bút nó sẽ có mực, cái đầu bút nó có mực và nó sẽ dây bẩn xuống cái mặt bàn. Đấy là lý do vì sao cần cái gác bút. Tiếp theo là cái giá treo bút. Cái giá treo bút này chúng ta sử dụng để treo bút vì cái trạng thái của bút được treo chính xác nhất là khi mà được treo ở phương thẳng đứng. Khi đó nước sẽ chảy xuống dưới và cái đầu lông nó sẽ được ở cái trạng thái như là lúc chúng ta mới mua. Tóm lại, bút mà để ở cái treo ở cái tư thế đúng nhất, đó là cái tư thế mà treo thẳng đứng như các bạn thấy đây. Đó. Vậy thì nếu một chiếc bút mà chúng ta không sử dụng mà chúng ta để ngược lên như này cũng là để sai cách, nó cũng sẽ có những cái hậu quả làm cho hỏng lông bút và nhiều những cái tác hại khác. Ở cái video này thì mình cũng không nói chi tiết. Đó, mình sẽ phân tích chi tiết ở một cái video khác. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến mảnh bảo quản bút. Chúng ta đang nói đến cái sản phẩm, những cái vật dụng bổ trợ. Chúng ta đang nói đến các cái vật dụng bổ trợ cho bút lông. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải nhắc đến cái mảnh bảo quản bút. Bởi vì khi mà chúng ta đi công tác, đi học tập, đi làm việc mà cần mang theo bút, thì các bạn cũng không thể nào mà cứ thế đem chiếc bút này đi theo được. Bởi vì cái lông này nó sẽ bị tác động và làm cho hỏng, hỏng cái bút, hỏng cái lông bút. Vì vậy chúng ta cần một cái mảnh. Cái mảnh này thì có tác dụng là chúng ta sẽ để vào đây. Đó, chúng ta để vào đây, để bút vào đây. Đó, chúng ta để bút vào đây. Sau đó chúng ta cuộn lại. Chúng ta cuộn lại. Như vậy, cái mảnh này có tác dụng là bảo quản bút trong cái quá trình vận chuyển không bị hỏng. Như vậy là tôi vừa giới thiệu ba cái vật dụng mà bổ trợ cho cái chiếc bút lông, đó là gác bút, đó là giá treo bút và đó là mảnh bảo quản bút. Tiếp theo về mực. Mực thì có hai loại mực chính, đó là mực nước và mực thỏi. Mực nước tức là mực đã được pha sẵn và chúng ta chỉ việc sử dụng, chúng ta đổ ra và sử dụng rất là tiện dụng. Bởi vì cái việc mài mực cũng tốn khá là nhiều thời gian. Tất nhiên nó cũng rất thú vị, có những cái tác dụng, những cái lợi ích rất là hay. Nhưng do chúng ta học tập thư pháp thường xuyên và chúng ta lại là bận nữa, thì chúng ta có thể là dùng cái mực nước. Đó, nó cũng rất là tiện dụng. Nếu như chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta viết chữ tiểu tự, những cái chữ nhỏ mà dùng hết ít mực, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là tính đến việc mài mực. Đó. Mài mực thì mình sẽ có một cái video, một cái bài viết hướng dẫn về mài mực. Thì đây là mực mài. Đấy, có. Như vậy mực thì sẽ phân làm hai loại chính, đó là mực nước và mực mài. Đó. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến nghiên, đúng không ạ? Chúng ta vừa nói là bộ văn phòng tứ bảo thì có nghiên. Nghiên thì có hai loại, một là loại là nghiên có lắp và loại nghiên không có lắp. Mình phân biệt như vậy cho nó đơn giản. Thực ra thì phân biệt theo chất liệu thì nó có rất nhiều loại nghiên khác nhau, nhưng ở đây mình đang muốn nói đến cái loại nghiên có lắp và không có lắp.
Đó. Thì cái loại nghiền mà không có lắp này, chúng ta dùng xong chúng ta phải rửa sạch đi, đúng không ạ? Thì còn cái loại nghiền có lắp này thì phù hợp với những bạn như mình, tức là tương đối là lười. Khi mà chúng ta viết xong rồi còn ít mực ở lại ở trong nghiền đó, thì chúng ta đậy lắp lại cho tránh bay hơi nước, bay hơi mực đó. Và hôm sau chúng ta lại sử dụng. Tất nhiên cũng đừng để mực ở trong nghiền lâu quá vì nó có thể bị oxy hóa và làm cho thối mực đó. Chúng ta cũng chỉ lưu cữu lại khoảng độ mấy ngày thôi đó, 2 3 ngày, sau đó chúng ta lại rửa sạch. Thì cái nghiền này có cái đặc điểm là cái bề mặt của nó có độ thoải đó. Đấy thì chúng ta sẽ vuốt lấy mực, đặc biệt những bạn mà thư pháp Việt cần phải làm bẹt đầu bút ấy, thì dùng cái nghiền này nó khá là phù hợp. Chúng ta sẽ vuốt để cho cái bẹt cái đầu bút ra, chúng ta viết theo cái nhu cầu của chúng ta đó. Thì có 2 loại nghiền. Tiếp theo là về giấy. Nói đến giấy viết thư pháp ấy, thì mọi người đa phần là sẽ biết đến giấy xuyến chỉ, nhưng mà cái tên gọi chính xác của nó là giấy tuyên chỉ. Chỉ tức là giấy rồi thì mình chỉ gọi là tuyên chỉ thôi đó. Tuyên chỉ thì có chia làm 3 loại chính: sinh tuyên, bán sinh tuyên và thục tuyên, tức là xuyến sống, xuyến lửa chín lửa sống và xuyến chín. Thì các bạn viết thư pháp ấy, thì thông thường mình nói thông thường nhé, thì sẽ sử dụng bán sinh tuyên đó. Cái giấy xuyến chỉ này ấy, thì chúng ta có điều kiện chúng ta sử dụng để học tập cũng là điều rất là tốt. Tuy nhiên thì giá thành của nó sẽ có thể là cao. Nhiều bạn là không có điều kiện vì nếu mà tập trên giấy xuyến thì nó cũng tương đối là lãng phí. Thì các bạn có thể tính đến cái việc là sử dụng cái loại giấy thứ hai để luyện tập thư pháp. Đó, đó là cái giấy ô mễ. Cái giấy này thì được làm từ trúc. Đấy. Được làm từ cái thân trúc, người ta giã sợi ra, người ta làm thành giấy. Thì cái giấy này nó có giá thành rẻ hơn rất là nhiều, nhưng nó cũng có những cái đặc điểm tương tự giấy xuyến. Đó là nó cũng có cái độ loang nhất định. Đó. Thì đây là một loại giấy tập rất thông dụng, được nhiều người sử dụng. Nó có kẻ ô để chúng ta căn cái vị trí để chúng ta học tập. Đó. Thì đấy là đối với thư pháp Hán. Thế còn đối với thư pháp Việt thì nhiều bạn tiết kiệm để sử dụng giấy A4 để tập viết, thì mình thấy cũng được thôi. Đó. Thì bên mình cũng có một cái loại giấy khác để tập thư pháp Việt, gọi là giấy gòn đây ạ. Cái giấy gòn này thì mình hình dung nó cũng như giấy A4 thôi, nhưng mà bề mặt của nó thì xấu hơn, cái định lượng nó nhẹ hơn và giá thành nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Các bạn tập thư pháp Việt thì thường là sẽ thích sử dụng cái loại giấy này vì nó rẻ và cũng đảm bảo được một số những cái yêu cầu nhất định của các bạn. Như vậy là tôi đã nói đến giấy. Giấy là cái vật dụng thứ tư mà tôi đang kể trong cái bộ văn phòng tứ bảo, trong cái văn phòng tứ bảo. Thế thì giấy thì có những cái vật dụng bổ trợ gì? Thì chúng ta sẽ phải nhắc đến là thảm lót, đúng không ạ? Quên cả đấy, quên cái thảm lót. Quay đi anh nhìn. Đây là một chiếc thảm lót. Cái thảm lót này nhằm cái mục đích là chúng ta đặt giấy lên trên, khi chúng ta viết mực nó sẽ không bị thấm xuống bàn. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng là chúng ta viết thì nó cũng có cái độ thấm nhất định, khiến cho mực nó bớt bị loang hơn, nó bớt bị nhòe hơn. Thì ở trên thì mình đã liệt kê 4 loại dụng cụ cần thiết cho người mới học thư pháp, bao gồm bút, và đây là bút lông,
mực, nghiên và giấy. Đó, những cái vật dụng bổ trợ thì gồm có các bút, giá trị bút, mành bảo quản bút, mực, mình chia là mực nước và mực thỏi, nghiên, đấy, mình chia là nghiên có lắp và không có lắp, và thảm lót. Đó, thì đó là những cái vật dụng tương đối cơ bản. Ngoài ra thì có một vật dụng nữa, đó là giáo trình để học thư pháp. Thì đối với những giáo trình học thư pháp thì có rất là nhiều loại khác nhau. Đấy, giáo trình, bi, thiếp có rất là nhiều loại khác nhau, của các thư thể, của các thư gia khác nhau. Thì mình theo một cái mình học theo của một thư pháp gia nào đó, một cái cổ nhân nào đó, một cổ nhân nào đó, thì mình sẽ mua giáo trình, bi thiếp của người đó để mình học. Ví dụ tôi yêu thích Nhan Chân Khanh, khải thư của Nhan Chân Khanh, thế thì tôi sẽ mua một cuốn giáo trình khải thư của Nhan Chân Khanh để tôi học. Đây, như các bạn thấy đây, thì học thư pháp thì mình nghĩ là phải có thầy đó, thì thầy sẽ chỉ dẫn cho mình. Giáo trình nó chỉ là cái bổ trợ thôi đó. Tiếp theo là nếu các bạn học thư pháp Việt thì các bạn có thể tham khảo cuốn Thư pháp Việt lý thuyết và thực hành của anh đang học, thì đây cũng là một cuốn sách rất là hay đó, nêu những cái vấn đề cơ bản trong thư pháp Việt. Nhìn chung cuốn này mình thấy có kết cấu và nội dung khá là gần với cuốn Thư pháp chữ Hán lý thuyết và thực hành của Phạm Hoàng Quân đó. Đây là một cuốn sách mình cho là rất là hay. Nó xây dựng một số những cái nền móng kiến thức, lý luận cơ bản về thư pháp Việt mà chúng ta có thể tham khảo trong quá trình học tập. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn lựa chọn được những cái vật dụng học thư pháp thật là tốt và phù hợp với nhu cầu của bản thân.